Xin chào, Cộng hòa Trung Phi là một quốc gia tại miền Trung Châu Phi, giáp chát về phía Bắc, phía Đông giáp Sudan và Nam Sudan, phía Nam giáp Cộng hòa Dân chủ Congo và Cộng hòa Congo, phía Tây giáp Cameroon. Đây là một quốc gia không giáp biển và có diện tích là 622.436 km². Bangui là thủ đô và là thành phố lớn nhất quốc gia này. Cộng hòa Trung Phi nằm ở rìa Bắc lưu vực sông Congo. Phần lớn đất đai là cao nguyên với độ cao từ 610 đến 790 mét. Hai dãy núi ở phía Bắc và Đông Bắc có độ cao tối đa khoảng 1.400 mét. Phần lớn quốc gia này có thảm thực vật là savan, bãi cỏ sen lẫn với bụi cây. Rừng rậm tập trung ở Tây Nam, quốc gia này có nhiều sông lớn, Bamingui và Aoham ở phía Bắc, Ubangi, một chi lưu của sông Congo ở phía Nam. Trung Phi là một trong những nước nghèo ở châu Phi, kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp và lâm nghiệp. Nông nghiệp chiếm hơn 1/2 GDP, gỗ chiếm 16% thu nhập xuất khẩu và công nghiệp kim cương chiếm 40%. Sản phẩm nông nghiệp có bông, cà phê, sắn, lạc, lúa, ngô, kê. Về khoáng sản ngoài kim cương còn có sắt, mangan, nickel, nhưng sản lượng thấp. Hạn chế của Trung Phi là nước không tiếp giáp với biển, hệ thống giao thông lạc hậu, phần lớn là lực lượng lao động không có nghề. Thiếu sự chỉ đạo trong phát triển kinh tế vĩ mô, tình hình bất ổn cản trở kinh tế phát triển, phân phối thu nhập bất bình đẳng. Mặc dù được Pháp và cộng đồng quốc tế viện trợ nhưng chỉ đáp ứng một phần nhu cầu thiết yếu trong nước. Trung Phi xuất khẩu kim cương, gỗ, bông, cà phê, thuốc lá sang các nước Bỉ 22%, Indonesia 19,3%, Ý 7,7%, Pháp 7,1%, Cộng hòa Dân chủ Congo 6,8%. Giá trị xuất khẩu đạt 146,7 triệu đô la Mỹ 2007. Nhập khẩu thực phẩm, hàng dệt may, xăng dầu, máy móc thiết bị, động cơ ô tô, hóa chất, dược phẩm từ các nước Pháp 16,6%, Hà Lan 13%, Cameroon 9,7%, Mỹ 6,3%. Giá trị nhập khẩu là 237,3 triệu đô la Mỹ 2007. Năm 2010, tổng sản phẩm quốc nội của Trung Phi là 2,2 tỷ đô la Mỹ, tăng trưởng 3,7% so với năm 2006. GDP bình quân đầu người của Trung Phi là hơn 400 đô la Mỹ người một năm. Tỷ lệ lạm phát được duy trì dưới 1% năm. Về ngoại thương, năm 2010, Trung Phi xuất khẩu khoảng 200 triệu đô la Mỹ hàng hóa các loại, trong đó các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của nước này là kim cương, gỗ, bông, cà phê, thuốc lá. Các đối tác xuất khẩu của Trung Phi là Bỉ, Ý, Tây Ban Nha, Indonesia, Pháp, Mỹ. Kim ngạch nhập khẩu năm 2010 của Trung Phi là 300 triệu đô la Mỹ. Các mặt hàng mà nước này thường nhập là thực phẩm, hàng dệt may, sản phẩm xăng dầu, máy móc, thiết bị điện, xe cộ, hóa chất, dược phẩm, hàng tiêu dùng, sản phẩm công nghiệp. Các bạn hàng nhập khẩu của Trung Phi là Pháp, Mỹ, Cameroon, Bỉ. Video đến đây là hết. Đăng ký kênh để biết thêm nhiều kiến thức mới mẻ và bổ ích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.